hơn cung sở đèn để tổ chức lễ vui cho cô dâu người Nga ở gia đình của nhà gái và cử hành chương trình hôn lễ cho chú rể anh muốn ở gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả cô bác, ngày hôm nay quay trở lại cùng với gia đình nhà gái chúng ta, gia đình bà Lê Minh Hinh, chị Thị Bảy là song thân phụ mẫu của cô dâu người Nga. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được đồng hành với gia đình nhà gái để đón phái đoàn gia đình của họ nhà trai. Và trước khi bước vào nội dung chính, xin kính mời toàn thể quý vị các cô bà cùng với các anh chị khách quý ở phía ngoài khán phòng thưa ra hạnh phúc. Chúng ta cùng đến với trưởng đoàn đại diện phái đoàn gia đình của họ nhà trai có đôi lời phát biểu giới thiệu thành phần chính trong buổi lễ ngày hôm nay về lại thưa ra hạnh phúc của gia đình nhà gái chúng ta để trao chủ trầu, xin được đón nàng dâu. Vâng, xin trân trọng kính mời bác đại diện trưởng đoàn bên gia đình nhà trai ngày hôm nay. Kính thưa các cô công các bà, của họ nhà gái hôm nay tôi rất vinh dự đại diện cho họ nhà trai có đôi chồng đến xin cho cháu về làm dâu là quan hệ chúng tôi thế là mọi thành phần là quay như là gia đình của chúng tôi là hôm nay là đây là bố mẹ của chú rể nên là hoàn toàn hôm nay là cô dì chú bác anh em trong ngoại là chúng tôi chúng ta có mặt đầy đủ thế thì không nói gì hơn thì chắc là hai gia đình chúng ta đó mà bạn tất cả những việc thì cứ ghi ghế ra tôi là sáu đấy đầy đủ thì hôm nay cũng có một cây trầu để xin cháu về làm dâu làm quan thì sau đây không sau đây thì bà mẹ chồng đứng lên có cây trầu để xin dâu và sau này còn mọi việc thì gia đình nhà chúng tôi thì đúng chín giờ mười từ mười hơn mười giờ hơn 9:10-15 là chúng tôi xin cho cháu về làm dâu quan hệ chúng tôi thì nhà họ nhà trai chúng tôi có lời mời kính mời tất cả các cụ ông cụ bà của họ nhà gái và các bạn nam nữ thanh niên và các vị thân khách về nhà trai chúng tôi chơi trầu uống nước và hạnh phúc cho hai cháu và gia đình chúng tôi xin cảm ơn. Vâng, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự hiện diện của đại diện trưởng đoàn phái đoàn gia đình của họ nhà trai. Thì thưa quý vị, cái nội dung chính thì chúng ta cũng đã biết rồi, cùng với đó là những lời giới thiệu rất là đủ đầy. Những thành phần chính ngoài sự hiện diện của song thân phụ mẫu, chú rể thân quen và có các ông, các bà, các bác, bên nội bên ngoài, bên gia đình nhà trai có rất là đủ đầy những thành phần ngày hôm nay quay trở lại tòa nhà của lớn của gia đình nhà gái chúng ta để trao chủ trầu cuối cùng đón cô dâu. Thì thưa quý vị, cung giờ hoàng đạo cũng đã được hai vị gia đình trao đổi bàn bạc rất là kỹ lưỡng tất cả những gì cần bàn cần trao đổi chúng ta đã trao đổi trong buổi lễ đăng đài đã hỏi gì cuối rồi tức là qua 9 giờ hơn là gia đình nhà trai đón cô dâu. Vậy thì để đáp lời với phái đoàn gia đình nhà trai và cũng để cho gia đình nhà trai biết rằng ngày hôm nay đón quý vị ở trung tâm nhà lớn này bao gồm những thành phần những cấp bậc như thế nào, chúng tôi trân trọng kính mời đại diện phái đoàn gia đình của họ nhà gái có đôi lời để đáp lại với ý kiến của đại diện gia đình nhà trai cũng là những người chào hỏi thân mật nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, thì tôi cũng được phép tức là đại diện cho nhà gái. Trước hết thì tôi phép tôi là kính chúc bên nhà trai rồi các cụ ông cụ bà tôi chỉ chú bác cả hai họ được sang bên năm mới thì mạnh khỏe hạnh phúc. Sau đây thì một báo cáo với hỏi nhà trai thì hôm trước là chúng tôi là giới thiệu với hỏi nhà gái đây thì ông bà là chú sinh rồi đây bà cố là sinh chú sinh đấy thì còn đây là hai ông chú là ông chú lợn với chú hợp đấy còn đây cũng là ông đấy đều với chú ấy cùng tôi là cùng trai cả con ông bà ông bác thì xin báo cáo với hỏi gái như thế rồi sau đây thì trai có một chục chầu cao để xin dâu thì trước hết thì cũng đây cũng thay mặt cho hoàng gái là xin chấp nhận lời chục chầu cao xin dâu để cũng đảm bảo thời gian giờ các thứ tôi là hết sức được cảm ơn nhiều. Vâng, chúng ta sẽ cùng chào tay thật lớn để cảm ơn đến đại diện trưởng đoàn phái đoàn gia đình họ nhà gái. Thưa quý vị, vậy là qua với những lời giới thiệu ngắn gọn thì chúng ta cũng đã biết được những thành phần chính rồi. Còn sau này trong quá trình mà hai bên gia đình kết tình thông gia thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm và quan lại để chúc cho các con các cháu trong hai bên gia đình chúng ta có một cuộc sống thật là ấm no đủ đầy. Ngay lúc này chúng tôi trân trọng kính mời người mẹ của chú rể Thanh Tuấn, đó là cô Lê Thị Quyên sẽ cùng với
chú Lê Công Bình. Chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy để trao chủ cầu xin dâu đến tay cô chú Lê Huy Thị, Trịnh Thị Bảy. Xin trân trọng quý vị hai bên gia đình ạ. Thưa quý vị, vậy là chủ cầu xin dâu đã và đang được hai bên gia đình, ông bà thông gia bên nội cũng như ông bà thông gia bên ngoài đang trao cho nhau ở phía trong nhà lớn. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bên gia đình ạ. Vâng, thưa quý vị, và sau khi đã nhận chủ cầu xin dâu thì xin mời gia đình mình, xin mời cô chú Lê Huy Thị, Trịnh Thị Bảy sẽ dẫn chú rể lên để cho chú rể trao hoa cho vợ, và sau đó cùng với cô dâu sẽ thắp hương cho ông bà tổ tiên. Xin trân trọng kính mời. Và xin mời cô dâu chú rể, chúng ta sẽ đứng vào giữa khu vực ở phía đối diện cùng với hàng bàn trà chính của chúng trong nhà lớn này. Và thưa với các ông các bà, đây chính là dâu hiền, là rể hào của hai bên gia đình. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn đi ạ. Và theo thông lệ của người Việt, chúng ta khi mà cô dâu xuất hiện thì sẽ có một chú chầu, gọi là chú chầu chào họ. Vâng, và xin mời cô dâu hãy về chú chầu này đi, mời đến các ông, các bà, bố mẹ, các bác, quý đồng bên ngoài. Xin mời cô chú nhận chầu nhau từ con dâu nhà mình đi ạ. Đây gọi là chú chầu chào họ. Và chú rể sẽ bê ấm trà rót nước mời trà cho song thân phụ mẫu bên gia đình của họ nhà gái, cũng như là các ông, các bà, các bác bên gia đình nhà gái chúng ta. Vâng, thưa quý vị, kính thưa tất cả các ông bà, xin kính thưa đến tất cả các anh chị, quý vị khách quý, anh em bằng hữu xa gần của dâu rể hai bên gia đình. Xin được gửi, mặc dù thời tiết thì có mưa mấy ngày nay cũng phải tạm thời nói là hơi khắc nghiệt, nhưng mà chúng ta đã rất là quan tâm đến hạnh phúc của Thành Tuấn và Việt Nam, đã mất rất là nhiều thời gian để quay trở lại đây tại gia đình nhà gái để chứng kiến ngày vui trong năm này, một sự kiện rất quan trọng với gia đình cô chú Lê Huy Thinh, Trịnh Thị Bảy. Vâng, thưa quý vị, và sau khi đã dâng đến tất cả phái đoàn hai bên gia đình cùng bậc sông thân phụ mẫu chúc chầu chào họ, thì ngay lúc này chúng ta sẽ đến với phần trao quà cưới cho con gái trước khi xuất giá phỏng vụ. Thì theo như gợi ý của song thân phụ mẫu cô dâu Quỳnh Nga, thì những phần quà bố mẹ trao tại đưa ra là những phần quà để giao vốn cho các con sau này sẽ cùng xây dựng cuộc sống ấm no đủ đầy. Vâng, và xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, sinh con ra đã khó và nuôi con con lớn trưởng thành càng khó hơn. Và có một điều rất tự hào đối với con sinh thành, đó là thấy con mình hạnh phúc. Và chú rể sẽ cũng giúp mẹ vợ để tháo cái cọc đấy ra. Và chúng ta sẽ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành ít phút thời gian quay trở vào khu vực và nhà lớn để đồng hành với những món quà mà cha mẹ đã sử dụng mấy hôm nay để trao cho con gái trước lúc xuất giá phỏng vụ chân theo chồng. Vâng ạ, món quà đầu tiên là được mẹ trao cho con. Và đây cũng là một nền tảng ban đầu thưa quý vị. Trong chương trình trao quà hạnh phúc, trao quà cưới cho các con, đó là một trong những sự vun vén ban đầu cho các con có một tương lai tốt đẹp
Và tiếp tục xin trân trọng kính mời bố sẽ trao cho con rể một món quà tiếp theo đi ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng Vinh Nga đã được chính thức chuẩn bị về làm dâu và Thanh Tuấn đã xưng cô rể hiền. Thưa quý vị, dòng tộc Hò Lên của chúng ta có một chàng rể quý rồi, và món quà mà bố của cô dâu đã trao cho chú rể là một nguồn động viên chúc cho các con suốt đời bên nhau hạnh phúc dài lâu. Và tiếp tục, thưa quý vị, chúng tôi đang nhận thấy là bà nội của cô dâu, vâng ạ, một món quà nữa cũng đang được trao cho các cháu của mình. Vâng, chúc cho bà luôn luôn có một sức khỏe bách niên giai lão để dõi theo hạnh phúc của dâu, của rể, của các con, các cháu hay gia đình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và xin và còn lại thì có một số món quà nữa của các bác, do cái điều kiện là không thể đi đưa cô dâu, vận một số cái công việc riêng tư thì các bác cũng nhân dịp này các bác cũng đã gửi đến tay cô dâu Bình An rồi. Xin thay lời cho cô dâu xin cảm ơn rất là nhiều đến những tình cảm của các bác đã dành cho ngày hạnh phúc này của các cháu. Xin nhắc lại thì còn là còn món quà nữa đúng không ạ? Cô dâu thân mến, đây cũng là một món quà nữa mà bác có một bác gái gửi đến cho dâu rể. Và xin cảm ơn ạ. Thì xin lưu ý tiếp theo là những món quà còn lại của các anh các chị, những người thân yêu thì chúng ta sẽ về nhà trai chị gái của mẹ. Vâng ạ, tức là cô dâu phải gọi là bác đấy ạ. Vâng, cũng có một món quà nữa thì chúng tôi đang ghi nhận sự hiện diện của bác ở phía trong nhà lớn. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay nó thật là to để chúc mừng cho những món quà yêu thương từ gia đình nhà gái chúng tôi đã được trao đến tay cô dâu Quỳnh Nga. Một lần nữa xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện đông đủ của phái đoàn gia đình nhà trai. Những thủ tục ghi lên trên cũng đã được trao đổi rất là thuận tiện cho việc là sớm đón được cô dâu, cũng như gia đình nhà gái chúng tôi đã có chính thức một chàng rể quý. Thưa quý vị, đến đây ban tổ chức chúng tôi xin được chính thức khép lại chương trình buổi lễ phục vị và kính chúc sức khỏe đến phái đoàn hai bên gia đình. Chúc các ông, các bà, các bác luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, và chúc cho hạnh phúc của Thanh Tuấn và Quỳnh Nga sẽ tràn đầy tiếng cười, những niềm vui, và chúc cho gia đình nhà trai chúng ta sẽ cử hành chương trình hôn lễ được thành công tốt đẹp. We'll be right back.
Tỉnh Thanh Hóa. Quý vị biết không, trong một buổi sáng đẹp trời như hôm nay đây, tình cảm và sự trang trí của quý vị, sự hòa quyện của quý vị, của tất cả các anh, các chị và các bạn tê tiêu ở tại hôm trường này, như muốn nói lên lời chúc chân thành và tốt đẹp, chúc cho gia đình nhà trai chúng tôi có cô dâu hiền, chúc cho gia đình nhà gái có chú rể Thảo, và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Thanh Phấn và cô dâu Quỳnh Nga. Quý vị biết không, trông mong và chờ đợi, yêu thương là vậy. Khi họ đã trao cho nhau bằng tất cả trái tim yêu, trao cho nhau thổn thức của tình yêu, cùng mơ mộng với nhau, được cùng chung xây đắp một ngôi nhà tình yêu và hạnh phúc, thì đến hôm nay đây, đối với niềm vui của gia đình nhà trai, của gia đình nhà gái, là thật sự tác hợp duyên lành cho chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga được nên nghĩa vợ, tình chồng. Với sự đông đảo của tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn đã trở về đây cùng chung dự, cùng chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi, cùng chúc mừng cho chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga. Một lần nữa, ban chúng tôi xin được lời lời của gia đình nhóm với Lê Quốc Bình và bà Lê Thị Quyên. Xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm, sự trân trọng, sự quý mến mà quý vị đã mang lại cùng chúc mừng. Thưa quý vị, để nói lên tình yêu và sự chờ mong, sự chờ đợi, hôm nay đây, chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga, họ đã thật sự tay trong tay, cùng dìu dắt nhau đi trên suốt chặng cuộc đời này. Tình yêu và hạnh phúc sẽ mãi mãi lên ngôi trong niềm mong ước và chờ đợi của hai bạn. Bởi vậy, ngay bây giờ, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga sẽ cùng khởi thân đứng dậy ạ. Xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng đứng dậy ạ. Quý vị biết không, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, mà đủ tình yêu thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đong đầy. Bây giờ đây, chú rể Thanh Tuấn hãy nhẹ nhàng nắm lấy tay người vợ yêu thương của mình đi nào. Và hãy có một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn đã đến đây cùng chúc mừng trong ngày vui này. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng nào. Quý vị biết không, chờ đợi và trông mong, nhớ lắm, yêu lắm và thương lắm, ngày nhớ và đêm mong, chỉ cần được gặp nhau thôi, được nhìn mặt nhau thôi, đó cũng là hạnh phúc viên mãn lắm rồi. Hơn như thế nữa, hôm nay đây họ đã chính thức nên nghĩa vợ tình chồng. Nào giờ phút này đây là giờ phút tình yêu lên ngôi. Chú rể và cô dâu ơi, hãy cảm ơn tình yêu, bởi vì tình yêu đã cho hai bạn tất cả để hai bạn có ngày hạnh phúc hôm nay. Chú rể Thanh Tuấn ơi, hãy ôm chặt lấy người vợ yêu thương của mình vào lòng để thể hiện tình yêu của mình nào. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào. Giờ phút này đây, em đã là vợ và anh sẽ là chồng. Chúng ta hãy dành cho nhau hương vị ngọt ngào và im dịu nhất của tình yêu, của niềm hạnh phúc, trông chờ và đợi mong. Thì đến giờ phút này đây, họ đã thật sự nhìn nhau bằng một ánh mắt yêu thương và chiều mến, cùng chăm ngọt tình yêu này, trân trọng và giữ gìn. Bởi vậy, ngay bây giờ, xin được mời chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga hãy cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới của tình yêu, chiếc nhẫn cưới thể hiện thương nồng nàn và sự ràng buộc giữa hai con người trong cuộc đời này sẽ mãi mãi yêu thương nhau, mãi mãi trân trọng và giữ gìn. Xin được mời chú rể và cô dâu ạ. We'll be right back.
đứng dậy ạ. Và bây giờ quý vị biết không, ban tổ chức tôi muốn nói với chú rể và cô dâu một điều rằng tình yêu mà hai bạn đã có thì hai bạn hãy trân trọng, hãy giữ gìn và hãy yêu thương nhau đến trọn cuộc đời này. Hôm nay đây là ngày cưới, là ngày hạnh phúc nhất của hai bạn. Bởi vậy chúng tôi muốn rằng hai bạn hãy trao cho nhau một nụ hôn, một tình yêu, một niềm hạnh phúc. Nụ hôn này là động lực để hai bạn suốt cuộc đời này, dù gian khổ, dù khó khăn đến đâu, nhưng hai bạn hãy trân trọng nụ hôn này. Đó là tình yêu, đó là sự mơ ước của hai bạn đã có. Bởi vậy xin được mời chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga hãy cùng quay sang với nhau đi ạ. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là nụ hôn cháy bỏng nồng nàn này. Xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng chào với nhau đi ạ. Các chị và các bạn, hôm nay đây sự đồng hành, sự có mặt của quý vị, của tất cả các anh chị hôm nay đây yêu cũng như biết tìm cho mình một người bạn đời trăm năm hạnh phúc. Bởi vậy ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố mẹ của chú rể ra có món quà để trao cho hai con nhân trong ngày hạnh phúc hôm nay. Và chúng tôi xin được mời chú rể và cô dâu hãy cùng khởi thân đứng dậy để chúng ta chuẩn bị đón nhận món quà này. Xin được mời chú rể và cô dâu.
một ca khúc trả lời tình yêu và hạnh phúc. Và ca khúc này cũng như muốn nói với chú rể và chú dâu, đây chính là tình yêu của hai bạn. Đón dâu, giờ phút này em đã là vợ và anh sẽ là chồng, sẽ mãi trân trọng, mãi mãi yêu thương và mãi mãi gắn bó như lời anh đã hứa. Thưa quý vị, cùng với tất cả các anh chị và các bạn, bên phía gia đình nhà trai chúng tôi, gia đình nhà ông bà Lê Cung Bình và bà Lê Thị Quyên ở thôn 1 Thống Nhất, xã Trung Dương, huyện Từ Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hạnh phúc lắm, yêu thương lắm khi gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay đây đã chính thức có cô Vô Huyền, cũng như bên phía gia đình nhà gái đã chính thức có chú Thể Thảo. Thưa quý vị, một lần nữa xin được gửi lời gia đình nhà trai chúng tôi cảm ơn tất cả tấm lòng sự nhiệt tình mà quý vị anh chị các bạn đã đến đây cùng chúc mừng, cùng chia sẻ trong ngày vui này. Bây giờ xin được mời chú rể Thanh Tuấn và cô dâu Quỳnh Nga sẽ cùng khởi thân đứng dậy được không ạ? Và một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn bà con, cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã đến đây cùng chúc mừng cho ngày vui, ngày hạnh phúc này nào. Xin được mời chú rể cô dâu một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào.